xem trọn vẹn chương trình YouTube Music Night lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam trên kênh YouTube V Talent. Anh thấy là trận này lành ít dữ nhiều. Sao vậy anh? Nếu như em thắng thì cái nhất gì? Bích đường làm nghề. Cái đường làm nghề của em nó hơi hẹp rồi. Mà bây giờ trận này nữa thì anh coi là nó bích luôn. Nó vô ngõ cụt. Còn nếu như em thua thì vết thương của em nặng hơn. Cho nên chiến này lành ít dữ nhiều. Hãy bảo trọng em nghe. Sao nó chuyện ghê quá. Người Hà Nội dùng bột nếp rang chín pha thêm bột gì với nước đường để nặn con dấu bột? Tò he. Cái con mà hôm nào tò he hả? Rồi. Thấy chưa? Pha thêm bột gì? Pha thêm bột nang. Tuyệt vời. Đúng không ạ? Mời chính xác. Wow. Nghe câu. Người giờ Hà Nội dùng bột nếp rang chín, pha thêm bột nang, nước đường rồi trộn màu để nặn ra con giống bột. Rồi như vậy là chúng ta chơi xong rồi, bây giờ mình sẽ di chuyển qua một điểm mới. Ủa anh đâu được vậy? Được hả? Dạy cho bé làm nghề anh. Anh phải biết cửa làm nghề. Và đây là làm nghề cuối cùng của Phan Lê Vi Thanh ạ. Ủa vậy là dòng và dài em cứ quýnh đi. Trời ơi, đánh một cái lên báo ha. Riêng cái vụ này Thái Ly và Bảo Lâm không dám đứng lên hỗ trợ. Sao mà dám đứng trời ơi. Tự nhiên bích đường làm nghề luôn đó. Quýnh chưa? Trời ơi, mai báo lên nè, 200 trang báo lên. Đào nghề đi anh. Nếu mà bây giờ em đánh mà không nhiệt tình á thì quý vị khán giả nói là em sẽ chơi hời hợt. Anh Giang, em xin phép quýnh thiệt. Ok. Đấy. Đúng cái tinh thần của chương trình đó là hành trình gượng gỡ. Đúng rồi. Sắp tới anh em quay chung nhiều á. Anh vẫn cầm cành sen. Trời ơi. Trời ơi. Anh ơi. Anh Giang. Trời ơi. Đánh cái giác ngộ. Nó đánh cái là mình bắt đầu sống đàng hoàng từ đây luôn. Anh Giang. Ủa? Anh ơi, số mấy? Cho cái gì vậy? Anh ơi. Ủa, sao nhanh quá vậy? Mời hai bạn cầm búa. Cầm búa? Trời ơi. Trời ơi, đẹp mà bị điếc. Cái mỏ nha. Người thợ gốm Bát Tràng quan niệm, sản phẩm gốm không khác nào một cơ thể sống, có sự kết hợp hài hòa của 5 yếu tố nào? Bát Tràng bên phải anh ơi, bên phải bìa. Xuân hạ thu đông bốn năm yếu tố sinh lão bệnh tử. Không có à gớm mà kỳ vậy. Năm yếu tố nhanh đi. Kiếm một thiếu quả thổ. Chính xác. Chết em rồi bé ơi. Em ơi. Nhẹ thôi nha anh, hồi nãy anh nói gì em nhớ hết mà. Không, anh hãy nói nhẹ nhàng cho em yên tâm đi. Anh chờ xíu em lấy cái búa thiệt ra. Cứu tôi. Lâm tuyên bố tội trạng. Dạ, tội thứ nhất là vô dàn cast diễn hài không vui. Ủa? Tội thứ hai là những mạng miếng vô tri. Tội tiếp theo. Phụ. Nóng chết mà bận cái quần nỉ. Làm ảnh hưởng đến môi trường. Đúng. Chuẩn tao. Tuân lệnh. Ủa? Ủa là người quýnh bạn. Ai quýnh lộn? Ủa gì vậy? Tự nhiên mình diễn tuồng. Ai đánh con gãy cái mũi luôn vậy? Cái này là diễn tuồng. Xin lỗi luôn. Diễn tuồng gì mạnh tay quá vậy anh? Em là đánh y chang vậy. Trời ơi. Tội này mới nặng nè, cái tội giả khờ nè. Trời ơi, giả khờ. Ôi. Trời ơi, anh ơi. Trời ơi, sao ai cũng đánh vô mũi em hết vậy? Ủa, dính mũi hả? Mũi. Chết rồi. Không sao. Mũi thiệt, không sao hết, mũi thiệt. Không sao. Là phải dịch, cho phải đánh lại cái. Thôi, thôi, xin lỗi. Không sao. Bích Phương, lên. Anh ơi, mũi của em là mũi giả. Em nghĩ là anh Giang rất là tinh mắt nên là chị Bích Phương cho em lên đọc cùng. Cho em xin một người hỗ trợ ạ.
Ok rồi, đọc đi. Vâng ạ, cho anh xin câu hỏi. Anh Giang đồng ý rồi, em cảm ơn anh Giang. Nghề làm giò chả ở thôn Ước Lễ đã có cách đây khoảng bao nhiêu năm? Giò chả Ước Lễ. Giò chả Ước Lễ từ năm 1958 ạ. 500 năm. Trường Giang chính xác. Nhưng mà đây là 500 hộ dân mà. Không, từ 1958. Này, nghề giò chả thôi Ước Lễ đã có cái dài khoảng 500 năm. Eo ơi, mắt anh. Ôi. Anh ơi, Trời ơi. Anh Giang ơi, cho em lên hỗ trợ chị Phương. Ok la, thêm ghế. Dạ, hai ghế. Ôi, chị chết rồi, chị em ngu rồi. Thôi đủ. Em ơi, chị xin lỗi em rồi. Thôi đi vô. Bây giờ nè, bây giờ anh sẽ chơi đẹp, anh sẽ quay 10 vòng ở đây. Sau đó anh sẽ có 10 giây để đi tìm và đánh, được không? Được. Vâng ạ. Rồi, đợi ấy vô đi. Ôi, đẹp. Rồi, thôi vô đi. Sẵn sàng chưa? Ôi, kéo vô. Không thần xuất hiện. Hai chiếc vũ giả. Một. Tiền đình ổn không anh Giang? Rồi, lên, đứng lên. Đúng rồi, thẳng luôn anh Giang. Đúng rồi. Thẳng tới. Thả cái này chị Hằng ơi, cái này. Ủa? Không trúng ai hết trơn. Ê, thấy cũng như anh Giang cố tình tha hai người này vậy ha. Ồ, là có chung kết. Em với anh. Sao anh đánh em được? Em đánh anh được. Nhưng mà anh không đánh em được. Nếu mà thật sự ra mà Isaac là không bao giờ đánh phụ nữ rồi. Mà đánh Ngân thì Isaac cũng không nở. Thì bây giờ Ngân sẽ điêu đi. Nếu Ngân thắng, Ngân đánh Isaac. Nhưng mà nếu Ngân thua thì Ngân nhờ Lâm em bị đánh giùm. Tuyệt vời. Còn đánh giùm là để em đánh. Tuyệt vời luôn. Em có cái ý đồ ghê gớm như vậy. Thì em chưa có bao giờ sát thương anh hết. Thì hôm nay em muốn thử coi anh có chịu nổi không. Quá trời quá đất rồi. Sao ạ? Thành cổ loa được xây trên khu đất cao ở tả ngạn Hoàng Giang theo hình chôn ốc có mấy lớp? Thành cổ loa hả? Mấy lớp? Sao anh đi đâu em đi theo đó vậy Ngân? Em có chứng kiến tí đi. Em sẽ được đoán. Đúng rồi, em ơi, nói lớp. Cái nét đó đúng rồi. Trả lời đi, trả lời. Chính xác. Ủa, nhanh vậy? Sao em không thấy? Ở đâu vậy? Đây nè anh ơi. Theo sử sách, thành được xây dựng hình trung ốc có 9 lớp trên khu đất cao ở tả ngạn Hoàng Giang. Đi đâu vậy? Ngồi đi, yên đi. Ngồi yên đi. Lúc nãy em có nói là nếu như mà em thua thì anh Lâm ảnh chịu đòn giùm em. Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ em thắng rồi. Dạ. Nhờ anh đi em. Dạ em xin được nhờ bé này giúp lên đánh. Ủa, em tính tha cho anh rồi nhưng mà em nhớ nhiều thứ anh làm với em quá. Một. Tôi với lại Rich Fan. Wow. Rich. Dạ. Anh thấy là trận này lành ít dữ nhiều. Sao vậy anh? Nếu như em thắng thì cái bích, gì bích đường làm nghề, cái đường làm nghề của em nó hơi hẹp rồi. Mà bây giờ trận này nữa thì anh coi là nó bích luôn, nó vô ngõ cụt. Còn nếu như em thua thì vết thương của em nặng hơn, cho nên chiến này lành ít dữ nhiều. Hãy bảo trọng em nghe. Sao nó điên ghê quá. Người Hà Nội dùng bột nếp rang chín pha thêm bột gì với nước đường để nặn con giống bột? Tò he. Cái con mà hôm tò he hả? Rồi. Thấy rồi. Pha thêm bột gì? Pha thêm bột năng. Đúng không ạ? Mời chính xác. Wow. Đi câu. Người Hà Nội dùng bột nếp rang chín, pha thêm bột năng, nước đường rồi trộn màu để nặn ra con giống bột. Rồi như vậy là chúng ta chơi xong rồi, bây giờ mình sẽ di chuyển qua một điểm mới. Ủa, anh đâu được vậy anh? Dạy cho bé làm nghề chứ. Anh không phải biết cửa làm nghề. Và đây là làm nghề cuối cùng của Phan Lê Vi Phan ạ. Thôi. Ủa vậy là dòng vào dài em cứ quýnh đi.
Trời ơi, đánh một cái lên báo ha. Riêng cái vụ này Thái Ly và Bảo Lâm không dám đứng lên hỗ trợ. Sao mà dám đứng, trời ơi. Tự nhiên Bích Đường làm nghề luôn đó. Quýnh chưa? Trời ơi, mai báo lên nè, 200 trang báo lên. Đào ghê đi anh đẹp ơi. Nếu mà bây giờ em đánh mà không nhiệt tình á thì quý vị khán giả nói là em sẽ chơi hời hợt. Anh Giang, em xin phép quýnh thiệt. Ok ok. Đấy, đúng cái tinh thần của chương trình đó là hành trình gực gỡ. Đúng rồi. Sắp tới anh em quay chung nhiều á. Anh vẫn cầm cành sen. Đó rồi. Đó rồi. Thật là trời ơi. Trời ơi anh ơi. Anh Giang. Nó đánh cái giác ngộ. Nó đánh cái là mình bắt đầu sống đàng hoàng từ đây luôn. Yeah. Ủa? Anh ơi, xuống máy. Sao cái gì vậy? Anh ơi. Sao cái gì vậy? Anh ơi. Ủa, sao nhanh quá vậy? Đúng mê hai chị em mình rồi. Ủa vậy là hai điểm được gỡ là dành cho Thúy Ngân và Rick Rang. Wow. Quá dữ rồi. Và một điểm bỏ nghề cũng thuộc về Rick Rang luôn à. Chúng ta đã hoàn thành thử thách ở đây. Xin mời mọi người di chuyển đến địa điểm tiếp theo. Đi thôi. Đi thôi. Ok. Rồi đi thôi anh em ơi.